Chào mừng bạn đến với Thư viện Online của Hành Trình Kim Cương. Bạn thân mến, tiến sĩ John C. Maxwell sinh ngày 20 tháng 2 năm 1947 tại Michigan, Hoa Kỳ, là một nhà truyền giáo, nhà kinh doanh lớn và chuyên gia lãnh đạo bậc thầy. Ông đã dành hơn 40 năm nghiên cứu, diễn giảng, viết sách về nghệ thuật lãnh đạo. Sách của ông đều được đánh giá cao và có tên trong danh sách bán chạy nhất trên các tạp chí uy tín New York Times, Business Week. Trong tuần tập 101 điều nhà lãnh đạo cần biết, tác giả chia sẻ những kinh nghiệm quý giá dành cho những ai mong muốn trở thành nhà lãnh đạo tài năng. Bộ sách gồm 8 tập, tương ứng với 8 chủ đề và kỹ năng khác nhau. Trong video lần này, Hành Trình Kim Cương xin giới thiệu đến bạn những nội dung thú vị trong cuốn sách có chủ đề Làm việc nhóm. Đầu tiên, cùng chinh phục đỉnh Everest. Đỉnh Everest, nóc nhà thế giới, với độ cao gần 9.000m là một thách thức lớn đối với con người. Vào năm 1935, Maurice Wilson, một nhà leo núi người Anh, bất chấp sự không cho phép của chính quyền Tây Tạng, vẫn bí mật thực hiện hành trình. Anh ta chỉ thuê 3 người đồng hành. Những người này sau đó quyết định không đi tiếp. Còn lại một mình, Maurice Wilson tiếp tục leo lên. Và rồi cuối cùng, người ta tìm thấy thi thể của anh trong một căn lều cũ nát. Có thể là bạn không phải là nhà leo núi và cũng không có tham vọng chinh phục đỉnh Everest, nhưng chắc hẳn bạn sẽ có những đỉnh cao để vươn tới. Và nếu vậy, bạn luôn cần một đội nhóm có năng lực cùng sát cánh. Đi với người khác sẽ giúp bạn gia tăng sức mạnh, nhận được kết quả tốt hơn với ít nỗ lực hơn. Đó cũng là giá trị tuyệt vời của làm việc nhóm. Đừng bao giờ cố gắng leo lên những đỉnh núi như Everest bằng cách chạy đua. Hãy leo chậm và chắc bằng tinh thần đồng đội không ích kỷ. Thứ hai, đâu là đỉnh Everest của bạn? Hãy tự hỏi lòng mình thật nghiêm túc, đâu là đỉnh Everest của riêng bạn? Hiểu rõ giấc mơ của mình có ý nghĩa cực kỳ quan trọng, vì giấc mơ sẽ dẫn lối để bạn tìm thấy đội nhóm đồng hành phù hợp trong tương lai. Mỗi ước mơ có một dạng thách thức riêng, và mỗi dạng thách thức sẽ tương ứng với một kiểu nhóm nhất định. Chẳng hạn như thách thức mới, nhóm sáng tạo, thách thức đa dạng, nhóm bổ sung, thách thức thay đổi, nhóm năng động. Và trong phần tiếp theo của cuốn sách, tác giả sẽ cùng bạn đi tìm lời giải đáp cho một câu hỏi khác cũng không kém phần quan trọng. Đó chính là, đâu là đội nhóm của bạn? Nếu bạn là người lãnh đạo nhóm, hãy lưu tâm đến 3 điều cần ghi nhớ sau đây. Không phải ai cũng muốn đồng hành cùng bạn. Không phải ai cũng nên đồng hành cùng bạn. Không phải ai cũng có thể đồng hành cùng bạn. John C. Maxwell hướng dẫn bạn 10 bước để xây dựng một đội nhóm thích hợp và phù hợp với mục tiêu của mình. Bước 1. Ra quyết định đầu tư vào nhóm, bước đầu tiên của cuộc hành trình. Bước 2. Tuyển chọn những thành viên tốt nhất để gia tăng tiềm năng của nhóm. Chỉ có một tổ chức duy nhất mà bạn không được phép lựa chọn, đó là gia đình. Bước 3. Chấp nhận đánh đổi thời gian, công sức, chi phí để đảm bảo sự phát triển của nhóm. Bước 4. Làm việc cùng nhau để tăng khả năng tương tác, gắn kết giữa mọi người. Bước 5. Trao quyền cho thành viên nếu muốn họ bước lên một tầm cao mới. Bước 6. Hãy khen ngợi để tăng nhuệ khí cho nhóm. Bước 7. Hãy theo dõi kết quả sau khi đầu tư cho các thành viên. Bước 8. Ngưng đầu tư vào các thành viên không tiến bộ. Loại bỏ một ai đó là nhiệm vụ nhạy cảm mà bất kỳ trưởng nhóm nào cũng phải đối mặt. Nhưng nếu bạn cứ chần chừ, mắt xích yếu nhất sẽ xuất hiện và làm rạn vỡ đội nhóm của bạn. Bước 9. Tạo thử thách mới để đội nhóm vươn xa. Và bước thứ 10. Tạo môi trường làm việc tốt nhất bằng cách loại bỏ trở ngại. Vâng, trên đây là những hướng dẫn cặn kẽ về cách thức xây dựng, thúc đẩy một nhóm hoạt động và phát triển bền vững. Ngoài ra, nếu giữ vai trò lãnh đạo nhóm, bạn cũng phải cam kết thực hiện hai nguyên tắc cùng phát triển. Một là tạo năng lượng tích cực cho nhóm bằng cách định hướng tư duy cạnh tranh lành mạnh. Hai là khai thác tối đa tiềm năng sáng tạo của nhóm trên tinh thần sẵn sàng đón nhận những ý tưởng xuất sắc nhất. Khi bạn là thành viên một nhóm, tự nhìn nhận và hoàn thiện bản thân trước khi phán xét tập thể là bước đệm tư duy không thể thiếu để bạn tồn tại và hoạt động trong một nhóm. Đừng tìm mọi cách để chiến thắng đồng nghiệp mà hãy trao đi trái tim vô ngã rộng lượng của mình. Nghe và nói, cho và nhận, thú nhận và tha thứ. Hãy thôi làm bộ như thể mình là người hoàn hảo, độc lập, siêu giỏi. Bản thân cuộc đời đã đủ cô đơn lắm rồi, chẳng cần chúng ta phải làm như vậy nữa. Cũng đừng từ bỏ lòng trung thành và luôn nhớ đề cao giá trị nhóm hơn giá trị cá nhân ngay trong những hoàn cảnh khó khăn nhất.
Cho dù bạn là ai, ở vị trí nào, bạn luôn luôn phải duy trì sợi dây kết nối với người khác. Vậy nên sẽ không bao giờ là dư thừa nếu mang theo cuốn sách của John C. Maxwell trên hành trình tự phát triển bản thân. Những kinh nghiệm mà tác giả tận tình chia sẻ, nếu không phải bây giờ, thì một lúc nào đó cũng sẽ trở thành cẩm nang hữu ích dành tặng cho bạn. Bản quyền tóm tắt sách thuộc tập đoàn Hành Trình Kim Cương.